À, bên bạn gái kia có đạo không? À, em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt. Cái này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất là gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? À, em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn. Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn thì có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối dư, Hồng dư Vân? Luôn, dư luôn, dư không anh ơi? Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? À, không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà hiền lắm vũ phu. Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương, xinh đó, xắn. Đó, ta tự tin dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? À, thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân mới nói nhiều, có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói nhiều vui đó. Thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, đúng vui rồi. Vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ, đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc nó mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên này rất là xinh xắn. Nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua con gấu này em sẽ nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hồi yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. À. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi, hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà... Hát rất hay. Anh hay run lắm. À, con sao ạ? Anh em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho em đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Dạ. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Dạ. Chúng ta không còn thời gian nữa.
còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây, bắt đầu đi em. À, cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi, kết quả sẽ biết. Rồi, trở về ghế đi các bạn, bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. À, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. À, em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt luôn nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có em. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như trời. Chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết. Cho nên em ghét ở ngoài trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục, với lại em ăn kiêng. Ngày em ăn một trái táo. Một ngày ăn một trái táo thôi. Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn con gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4 kg thôi, mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À, dữ rồi nha. Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, em tên là Trang. Năm em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương. Hiện đang là sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á. Kệ tôi, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày 3 cử, mỗi cử 2 tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia thì sao rồi á. À, em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử 2 tô đó. Bên kia là ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 tô. Thì em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quê. Em ơi, mà chị tò mò lắm. Chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng, bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có mẫu bạn gái cụ thể chị ơi. Em nhìn thấy em thích là được rồi à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy em? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước. Chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả chị về ơi. Đây, chị coi luôn coi. Không xin nhê gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không xin nhê gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này được 92 rồi. Vậy được rồi, bên đây có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn hả? Sở thích là cái gì nữa? Em chắc tôi ăn nè. Sở thích ăn rồi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tưởng vậy mà ra được như vậy? Dạ, chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết. Cho nên em ghét ốm là trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục, với lại em ăn kiêng. Ngày em ăn một trái táo thôi. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy?
Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một cái táo là chị thà chị chết còn hơn em à. Ồ, em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi, tại sao em vẫn ế? Dạ, có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á. Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu, để cho đừng có chọc ghẹo em. Cho nên bây giờ thành một cái thói quen, cho nên ai nhìn cũng sợ. Rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình muốn cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không. Nếu như một người gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn chắc đã trải qua rất nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á, người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì người phụ nữ? Thì cứ phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ, trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc. Không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thích người đồng tính chút xíu. Hôm bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ok. Em đàn áp cũng đồng tính à. Vậy theo bạn được, ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ, em không có khuyết điểm. Dạ, ưu điểm của em có khuyết điểm. Bạn tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể rất cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ, em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa, số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái. Vậy để em thấy em ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ, dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó, nhiều khi em không thích làm sao? Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ, chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi, anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bạn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon đó. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Trời mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ để anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu nhau, thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh không có gì để hỏi. Nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Anh biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử cho anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe tới cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Không hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, thôi, cũng con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lại nhớ gặp nhau là rồi.
cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào mà người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài ca bài ba thứ đó. Đó là chị đọc tập đa quyền của em. Đó giờ mới của mình ông á. Em thất bại. Thôi hết giờ rồi. Thôi thôi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mà các bạn để tay vào nút nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thế Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thằng ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính nha cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Thôi kiểu vậy. Hai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Hay bóc rồi. Rượu sợ khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ nha. Mập thơm. Thơm sức xà bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng 6 tháng gì đó, rủ em đi khách sạn thì em tính sao? Nếu mà mới quen cho em đập đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm thì làm. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, trời, em chào em. Các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam, bên tim ngừa. À, vaccine dạ, Việt Nam. À, rồi, em lên đây lâu chưa? Dạ, em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. À, chào quý vị khán giả, em tên là Hà Tấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nghiên cứu về gì? Dạ, em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Có cái vụ nghiên cứu 3D nữa. Dạ có anh, nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À dạ. Anh tưởng đâu nghiên cứu về 3D, thế giới 3D. Rồi em đi làm bên kia bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Không sao, Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới. Tới dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Xa dạ. Xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Trời, nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh điểm yếu em sao, em giới thiệu về em hết đi. Bản thân của em thì rất là thân thiện, cởi mở và dễ kết bạn. Sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Khuyết điểm của em là hay càm ràm. Trong một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay càm ràm hoài. Và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Vậy rồi. Thôi, bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Rồi những cái nào nổi bật em kể nghe coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốm chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn, có cái một anh đó hơi say. Anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á. Xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ.
Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc, em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy phải yên tâm chứ, mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là em thấy mừng chứ. Dạ đúng rồi, mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn. Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm. Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ. À, tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi, nên anh đó đòi cưới á, mà em không chịu. Lúc đó cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình trường của em có duy nhất một mối tình là thời cấp 3 vậy. Trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai, những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á. Em có tia bạn trai không? Dạ không ạ. Hả? Em chỉ chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tia qua trúng, không trúng gái, tia trúng trai là mệt lắm nha. Thôi. Dạ không. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao? Xíu là bao nhiêu? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Vậy em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Mũi thì thấp quá. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm. Chân à? Không hô, không mớm. Này nó móm xộm luôn á. Nếu mà mớm thì được hơn hô. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi. Phải có công việc, nghề nghiệp ổn định. Rồi. Gom lại là trắng mập thơm là được. Trắng mập thơm là được. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ. Mình đây trắng có, mập chưa có, thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương, nhưng cô hơi khó tính nha cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều, nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Ai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc rồi sợ người khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ lắm nha. Mập thơm. Thơm sức xà bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng, 6 tháng gì đó, rủ em đi khách sạn, thì em tính sao? Nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Tại em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi, rồi muốn làm thì làm. Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu, nhưng mà đàn gái rất là ok. Chút đừng ăn hiếp em tôi nha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu ha, được em mập thơm ha. Chào gì? Chào gì? Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Trắng thì trắng, thơm thì xa quá không nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy? Sao thấy thấp vậy? Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này không non dữ vậy? Mặt non chẹt vậy? 94 này dạ, chị. Hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta nói xa mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, dạ. Em về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt. Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À, đừng có chớm mà... quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha. Em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? À, dạ có chị. Quen ai thì em sẽ quen hết lòng. Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ. Rồi. Chị thấy được đó. Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em.
Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào chào cháu. Dạ, chào bác. Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. À, con yên tâm đi, con của cô thì nó hiền lắm. Nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài mà đi mà con sợ nó tùm lum ha. Dạ. Rồi, mẹ cũng thấy được á, coi quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Cảm ơn cô. Rồi, em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Dạ, em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Cẩm Anh ạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à. Không biết ai ăn hiếp ai à. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Thôi, giờ cho hai đứa quyết định ha. Mở rào. Chào em. Chào anh. Chậm chậm từ từ nha, dạ. Đừng có bang bang vô đi nha. Em tên Anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha, chứ không phải là gửi anh. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá, chút mây, chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, em thấy câu này. Dạ. Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó. Dạ. Chút nắng của trời. Trời, nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất là dễ thương. Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai sống thảm em bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt. Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? Ít đấy em, thật sự là thấy ít. Tại vì hiện tại là anh về mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài. Nó về dù hoài tốn tiền quá. Nhưng mà anh, quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh. Ở nhà anh thấy thoải mái nhất. Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần, nhưng mà một lần về nhiều hơn. Đúng về không? Một tuần. Chị đi làm tháng mà về tới một tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có làm anh. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Hỏi em thử hỏi rồi, ví dụ như anh về em, tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghỉ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Vậy là anh đi làm nha. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Có, ví dụ đồ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Dạ. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore làm gì có bạn bển. Cái ly. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Anh hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em baby quá, em thấy coi chừng có giống như là chưa có tên tuổi, chưa có tuổi thanh niên. Giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể là em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm, nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá. Đi học ở đây, dạ. Đi qua bên kia làm trợ lý cho một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Em sẽ sát hạch vợ em có khả năng quản lý tài chính hay không. Vợ thì quản lý tài chính, nhưng mà em sẽ giám sát sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một cái tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi,
Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sau kê đó thì em giám sát được. Nào. Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi. Dù lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái? Trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng, 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay, nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là xa. Rồi. Nếu mà có cơ hội anh được quen em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Anh sẽ hát em một bài, mặc dù anh hát rất dở. Thấy anh đứng lơ ngơ bên em, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngồi sau lùm lình, lúc xa lúc gần, chợt nghe nhớ mong anh lặng thinh. Nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời, cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì đây? Trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương, anh muốn cái gì? Nhìn anh em rất là hiền luôn. Anh muốn... Em đừng bạo lực. Anh nắm, muốn nắm em tay gì? Em cái được không? Nắm anh tay muốn cái. Sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em nắm có mắt. Gì nói em? Không anh. Bữa anh kia nắm tay là được nha, mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em uống đó. Chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. Là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng khoanh tay, anh canh mắt ma cho em. Anh không làm gì đâu. Em yên tâm, anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Em đã tập nhiều lần rồi, không có ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok, vậy anh sẽ ráng thức, anh sẽ ráng thôi nha. Còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết. Thôi được, mệt quá. Thôi được, về đây bạn. Rồi xong. Thiệt chứ, khổ tâm cặp này quá. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi, đá lông nheo cái được không? Cái ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái vô cái ly rồi, thiệt tình luôn. Sợ cái ly hoài, cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò, để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân nha. 1 2 3. Hết thời gian rồi, mời em. Mình bấm rồi. Nhấn quật phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô. Đúng rồi. Anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh? Giờ em có muốn hôn anh? Ta bị ấn tượng cái vụ cái ly. Vậy em hôn tay anh nha. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Không, hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài à. Hôn tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Vậy thôi anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Làm thế như vậy đi, với lại cho mượn cái con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, thì lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ. Trời ơi, đeo nhẫn luôn vậy đó. Rồi, ngồi xuống. Nhanh gọn lẹ quá anh, đeo nhẫn luôn vậy đó. Trời ơi, đây em bỏ đây đi con. Nhẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ vừa in luôn. Trời ơi, vừa luôn. Dạ. Cái chiếc giày này là sao anh, để đi tìm một chiếc nữa đúng không? Dạ một nửa đó. Dạ. Một nửa đó, giờ đi tìm cái. Với lại dầu thơm, nó là chai dầu thơm. À. Dạ. Rồi em thôi trò chuyện với anh đi, chị cất giùm cho. Rồi hai người trò chuyện. Rồi, nhau bây đi. Giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cái nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi.
có cảm nhận thì bây giờ ví dụ như mà tranh lệch nhau á thì có thể còn có cảm nhận, cho nên giờ mình rất là cân đôi rồi nha. Mình cân đôi rồi nữa. Anh tự khẳng nhưng định mà bây là cân giờ đừng đôi có rồi. Nói về vấn đề ngoại hình nữa nha, mình nhìn đi sâu vào vấn đề có thể đến với nhau được, có thể sống với nhau đến quãng đời còn lại không thôi, chứ còn cái vấn đề giờ đừng có nói nhan sắc, đừng có nói cao thấp hay là lùn lé gì này hết nữa, thế, thế thôi. Ý em muốn là anh cảm nhận gì em, tức là hồi nãy giờ cách em nói chuyện với chị Hồng Vân thì anh cảm nhận gì về em thôi. Cảm nhận thì bây giờ mời gái giới thiệu về mình. Rồi, mình giới thiệu về mình chút xíu đi nào. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh Tiền Giang. Em lái xe luôn hả? Dạ. Lái xe luôn á? Dạ. Wow. Ngô gì? Ngô gì? Ngô Thị Kim Nguyễn. Chị là Ngô Đặng Hồng Vân. Dạ. Chị em mình cùng họ. Nguyễn hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn dạ. Ước á hả em? Nguyễn Cầu á, à, anh Nguyễn Linh. Nguyễn Ước á. Dạ. Em có bằng gì rồi? Anh Linh anh sợ lắm, em nói thử cái bằng của em ra coi. Dạ, em có bằng B thôi chị. Bằng B, bằng B Linh ơi. Bằng B bằng ừ. Chung với mình á. Dạ. Tôi chưa có cái bằng gì hết trơn á. Mình bằng B, bạn mình bằng D, hai đứa ghép lại là bằng BD. Dạ. Dạ cho em gửi lời chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Ừ. Rồi. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho. Thành phố dạ. Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ, Tiền Giang. Giang. Là quê mình đó luôn hả? Dạ quê cùng anh luôn á. À vậy à. Rồi. Mời nhà trai. Dạ chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ anh chào. Anh. Chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. À, mình giới thiệu mình tên dạ. Gì đó? Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh. Bây giờ 55 tuổi rồi. Nguyễn Văn Danh. Dạ. Dạ. Anh là nhà ở đâu? Dạ, nhà ở Vũng Tàu. Vũng Tàu. Dạ. Anh làm công việc gì? Công việc thì có thời gian thì buôn bán ở nhà. Có tạp hóa, có gara rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm chỉ huy. Làm gì anh? Chỉ huy mục tiêu á, bảo vệ. À. Rồi vào trong cái hội bảo vệ cho tất cả các cái mục tiêu á. À, mình là mình chỉ huy cho cấp cấp bảo vệ đúng không? Dạ. Yeah. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là hình như nóng tính có, với em có cái cá tính hơi cái nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ không? Cái tính mạnh phụ nữ thì thành ra nó hơi cũng là cái dở. Em lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ vậy hả? Dạ. Thì trước đó là mình làm gì? Dạ trước đó thì em ở nhà em nội trợ. Dạ rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe rồi cái mình lấy bằng lái, hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. À. Dạ. Tức là giờ cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. À, anh trai, anh đi là tức là nhà anh có gara sửa xe nè, này kia rồi xong mình còn đi làm bảo vệ đi cho nó. Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, không có biết gì ở ngoài. À. Đó, nhưng mà cái này đi làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính, được đi đúng không? Được đi, đi đây đi đó nè. Dạ. Rồi sắp xếp công việc gặp gỡ anh em này rồi giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì có kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha. Ổn định tại vì ngoài... có thời gian bị bình á, thì ra có nghỉ thời gian mới ở nhà mới làm cái việc đó. À, thành ra bây giờ gara mướn người làm. Mướn người làm. Dạ. Còn đi làm cái kia còn có rồi. Có kinh doanh gì nữa không anh? Không cũng kinh doanh gì nữa. Tại vì cũng lớn tuổi rồi, với có ổn định hết rồi. Nhà có nhà nhà có phòng trọ. Có phòng trọ luôn. Dạ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. 15 phòng hả? Bữa nào lên đi Vũng Tàu cho mướn phòng nha. Thì sợ không đi với là chi không có trang với chứ còn. À. Chứ còn 15 phòng cũng ngon rồi nha. Chứ hiếu khách mà nhiệt tình với ai ông Mai đây mà phải mời ông Mai chứ. Rồi, nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi. Dạ. Cho nó nó thư giãn ra, tại vì bị sổ sửa quá. Sổ sửa
Anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, nhưng mà ly thân cũng 5-6 năm, rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thân á, cái rồi mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn, cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa trai. Một đứa con trai? Dạ, đứa con trai. Học lớp 10 rồi. Lớp 10. Có đứa một à? Dạ. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi cái... phòng trọ này kia với lại tiền cái đó xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. À. Bà già. Ông già thì cái lúc mà mời lên 229 tháng thì lúc đó đang còn, nhưng mà qua bên đây thì ông mất cũng được hơn 100 ngày rồi. À, vậy là anh nộp đơn cũng lâu lắm rồi đó. Tháng 7. Dạ. Yeah. Rồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó. Đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Nhà gái mình sao, mình cũng sẽ chia tâm sự đi em. Dạ. Em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Em gả chồng được các cháu hết rồi hả? Dạ, em gả hai đứa. Ồ, vậy hả? Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình ba mẹ em. À. Dạ. À. Tức là giờ hiện giờ vẫn ở chung với hai ông bà. Dạ. À, còn hai đứa con của mình là đi lấy chồng hết rồi. Dạ. Ồ. Rồi. Bây giờ về có đứa em... trai 10 tuổi nữa. Đâu, con đâu, trai là ở với mẹ rồi. Bên kia rồi. Lớp 10. À, lớp 10. Lớp 10 mà ở với mẹ mà. À. Vậy là hai người đang trống vắng. Đang trống vắng, độc thân đó. Em chào anh. Dạ, chào. Dạ. Mưa rất nên đi gặp. Dạ. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi, rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai. Nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Bây giờ... ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình ta đi chợ có đôi, mà mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Đó. Tức là bà mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình Không Bỏ Một Cái Nào Hết, nhưng mà bị bệnh tim á, hồi hộp quá, với là chương trình thay đổi nhiều lần quá đó. Cái lần đầu tiên là đi được, cuối cùng cái ngày mới đây nói thứ hai là hồi lại cái đi đặt bông xong cái lại không đi, cái bông héo rồi, bà mẹ cũng kỳ nên nói bây giờ như vậy là nó sợ mất duyên á, với lại bà mẹ lên sợ hồi hộp cái rồi mất công rồi lại không đi chứ. Đúng ra là có bà mẹ đi chứ, lúc trước đăng ký là bà mẹ là bắt buộc là phải đăng ký về là phải cho có, chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn thì đường bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm dắt dìu nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ nhau, chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì cũng chưa có già lắm mà cũng chưa có trẻ lắm thì cũng kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn cái bình ra một chút này. Yeah. Rồi còn về hậu về sau thì có gì để mà giúp đỡ với hữu nhau. Hữu hỷ với bây nhau giờ, ha. Như... chứ giờ lỡ ôm đau là có ôm đau một lần là biết rồi. Mà bây giờ em ruột nó cũng lo cho mình được. Mẹ thì già rồi, mẹ bây giờ 77 tuổi rồi. Đó, người ta cũng cứ nghĩ vậy thì ta mới cố gắng con đi lên chương trình. Dạ. Chứ hồi sáng đi... biết là 10-16 giờ nhưng mà đi sớm mà sợ kẹt xe đó, rồi lên cũng sớm rồi. Vậy là yên tâm rồi. Anh có mong muốn cái người bạn đời của anh là vóc dáng như thế nào, rồi tính tình đã làm sao không? Thì như thế này, nếu mà mong muốn á thì ở ngoài đời á là tự tìm hiểu ấy, rồi tự yêu cầu là chọn người này chứ người kia. Còn đây ông Mai Bà Mũi là sắp đặt như vậy rồi nha, người ta còn lấy còn có 50% mà. Rồi thì sao, một cô thầy dạy anh văn lấy anh kia không có hai chân thì một cô kia lấy anh kia không có hai tay thì sao, còn mình đây tay thanh mặt hiền
đâu có kén chọn để làm gì, hoặc là đâu có chỉ bài nhau được rồi. Dạ, đúng rồi. Nhau ha. Chỉ biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha, đó là một lần ngã, là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này cho nó có một chút hạnh phúc, nó có một cái cho uy tín, cho nó đàng hoàng đó. Chứ còn không phải như tuổi trẻ mà gì đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. Đúng rồi đó. Rồi để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha, em thấy làm sao nè, nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh em thấy làm sao nè? Dạ theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một cái quan điểm như vậy luôn đúng không, cũng một phần nào đó. Dạ còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào. Rồi chúc mình gặp hỏi anh luôn. Dạ chúc hai người sẽ đối diện với nhau hỏi nên luôn đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mai Linh chung với em luôn. Chị lái xe này được 13 năm mấy rồi. Dạ 15 năm. Nói 15 chị năm. Nói 15 năm rồi. Mời chị gặp video đi chị. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyễn. Em thì thấy em nó cũng được thôi chồng nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Em tôi nó cũng có đưa ra một số tiêu chí, thấy cũng đạt 60-70%. Thì thôi bây giờ cái duyên thì nó còn dài, thì bây giờ để cho hai đứa tìm hiểu thêm. Mỗi người có một cái hoàn cảnh ha, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra. Nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chân chị. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, vậy là anh ta có đi với ai không? Dạ, không. Dạ. Rồi, thôi bây giờ mình mở rào đi. Cho rồi. Hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi, anh trai với gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Ai bắt đầu mời anh. Quà tặng có quà tặng. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng. Đáng lý là có bông, nhưng mà vì quá tam ba bệnh đặt bông hai lần á, rồi chương trình thay đổi. Thì kỳ trước cách đây hơn nửa tháng có một lần rồi, rồi cũng thôi bỏ rồi. Mới đây đặt xong cái ngày hôm qua lại ngưng nữa, rồi thôi bây giờ không có bông, ra tặng quà. Đặc biệt là mình cũng lớn rồi, không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Dạ. Em mở ra xem anh tặng em cái gì nè. Rồi để cho bỏ đi. Đây bây giờ cái này thì một nửa bước chân còn lại, phải không? Là dầu thơm. Khi kia trang trí đẹp nhưng mà lên đây chương trình bỏ ra rồi. Cái này đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau. Và bây giờ cái tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ. Trời ơi đeo nhẫn luôn vậy đó. Rồi, ngồi xuống nhanh đi. Gọn lẹ quá anh, đeo nhẫn luôn vậy đó. Trời ơi, đây em bỏ đây đi cơ. Nhẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ, vừa in luôn. Trời ơi, vừa luôn. Dạ. Cái chiếc giày này là sao anh, để đi tìm một chiếc nữa đúng không? Dạ, một nửa đó. Dạ. Một nửa đó, giờ đi tìm một cái với lại dầu thơm, nó là chai dầu thơm. Dạ. Rồi, em thôi trò chuyện với anh đi, chị cất giùm cho. Rồi hai người trò chuyện rồi nhau bây đi. Giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cái nói trước.
Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Không, cảm nhận thì bây giờ ví dụ như mà tranh lệch nhau á, thì có thể còn có cảm nhận, nhưng bây giờ mình rất là cân đôi rồi. Dạ. Mình cân đôi rồi, anh tự khẳng định là cân đôi rồi. Nhưng mà bây giờ đừng có nói về vấn đề ngoại hình nữa nha, mình chỉ đi sâu vào vấn đề có thể đến với nhau được, có thể sống với nhau đến quãng đời còn lại hay không thôi. Chứ còn cái vấn đề giờ đừng có nói nhan sắc, đừng có nói cao thấp hay là lùn lé gì này hết, đúng không? Thế thôi. Ý em muốn là anh cảm nhận về em, tức là hồi nãy giờ cách em nói chuyện với chị Hồng Vân thì anh cảm nhận gì về em thôi. Cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm, công việc thì dạ, tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu, với một thời gian cũng khá dài đó, thì cái đó thì quá tốt rồi đó. Còn cái cuộc sống với lại như thế nào thì nó xa xôi và là quá khứ, thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Dạ. Dạ, em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Ví dụ như hồi nãy em đã có nói rồi, thí dụ như trong cuộc sống, thí dụ như đồng hiện tại giờ em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà, thì cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, em không quan trọng là em đúng hay mẹ đúng, nhưng mà quan trọng em muốn anh xử lý như thế nào. Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này, cái chuyện mà con cái trong nhà cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết nha. Nhưng ngày xưa nó cha mẹ đó người đó, còn như mình đây bây giờ ra đi là mẹ cũng nói rồi, cái này là từ con định đoạt tới tương lai nha, chứ không cha mẹ nào gả ép, không bắt buộc gì cả. Thành ra còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi, ở với mẹ là chích mít này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Nhưng ngược lại bây giờ, bởi vì thời gian trước, cách đây 5-7 năm về trước anh có bệnh, thì con em nó đi làm công ty là 20 mấy năm rồi, đáng lý nó làm cho hết là nó lấy bảo hiểm rất là lớn, thì nó làm cảng Phú Mỹ và để chúng ta luôn đó, nhưng mà nó phải nghỉ ở nhà nuôi mẹ, nên nó đưa con nó đi học. Đó, thì bây giờ có nó rồi em phải lo. Còn bên mình đang có nhà trọ thì mình ở một phòng ở bên đó để mình công việc của mình riêng. Còn cái chuyện mà đi qua đi lại cho vui, hoặc là lỡ mà con em nó có bệnh việc này nọ, có đi bữa chờ hay là đi ra mua cái gì cho mẹ một tí, chừng đó đơn giản thôi. Còn có con em nó lo hết rồi, không cần với mình đâu. Không, không có, em muốn đính chính lại như thế này nè. Thí dụ như mình đó, lo cha lo mẹ, thí dụ coi như là ai đi chùa được phước, cái đó là cái tâm của mình, không thể nào mình từ chối được. Nhưng mà ý em muốn là cách xử lý của anh, ví dụ ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ, ví dụ em không cần thiết là người nào đúng nào sai, nhưng mà em muốn không, là em đừng có lo cái đó. Ví dụ như tuổi trẻ giống như cái đôi trước mình chẳng hạn đi, nó còn chưa có đi sâu vào đời sống nhiều, thế nhưng mình đầy hiểu làm sao mà biết làm sao mà sống được trong đời sống, nhà hiểu được đời sống chỉ cần hai chữ thôi. Chứ còn em đừng có nghĩ vấn đề mà sáng ngủ dậy mà cứ nghĩ nói đời gian dối nhiều, đó là cái chuyện theo cái thời em, cuộc em, nói em, còn em mình trong gia đình em đừng có nghĩ vấn đề đó. Không, anh chưa hiểu ý của em, em phải hỏi cụ thể. Ví dụ như nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết, thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này thì lúc đó đó anh sẽ đứng về phía ai, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Có nghĩa là không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một, là thể nói riêng mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa vi quý cả đúng rồi, bên cả đúng bên. Không chứ không thể nhưng nào mà bây giờ giờ xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mặt này chỉ có chỉ cần biết quan điểm của anh thôi, chứ còn không dạ, có đúng đó. Tức là anh sẽ dĩ hòa vi quý cả hai bên, anh không đứng về bên anh nào cả. Anh sẽ là người đứng giữa. Nhưng mà mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người xong cái mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi. Nhưng mà nó ngại nó nói. Xong quay qua nói mẹ cũng ngại nói với em nhưng mà mẹ cũng biết rồi. Đó thôi. Nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Mà, nhưng mà em, theo chị thì em cứ nghĩ này, giống như ba cái người lớn đây cái chuyện xã hội còn được mà huống gì gia đình đâu có gì đâu. Không phải. Với lại bác cũng lớn tuổi bác nhiêu rồi? Dạ 77 rồi.
77 thì nói chung là cũng lo đâu, mình cũng lớn, mình dư sức, em cũng dư sức để có thể giải quyết được chuyện của mình mà. Mẹ bị tim nữa, mẹ bị tim, thành ra là con 55 đây rồi, còn ra đeo thẻ lên biên tập là 55. Em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý, thí dụ như anh không biết cách, như anh Quyền Linh nói thì em đồng tình, tức là em không biết ai đúng ai sai, thí dụ sau lưng đó như anh Quyền Linh nói, anh Thoa em cũng nhận được rồi, sau đó Thoa lại mẹ, tức là cái chuyện nó rất là nhã quá. Bây giờ đây thì mình không phải lo cho mẹ mà mẹ đang lo cho con á, là không sau này rồi như thế nào. Còn mẹ bây giờ còn có con gái, có con trai nha, mà không có phải lo vấn đề đó, mẹ không cần đó. Tại vì mẹ con còn có một năm bên này, đúng không? Mẹ lại còn dùng một câu, mẹ còn có một năm như này, mẹ không cần. Thành ra chủ yếu là mình này, để sợ bình hoàn, không ai lo cho đây này. Được cái người trước thì đã rồi, thằng cháu nội thì đã đi theo bên kia rồi, chỉ có lùi tới. Anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn, mình đủ giải quyết chuyện đó. Vậy chỉ mình nó nhỏ giống như cặp đôi nãy á, còn tư vấn, còn mình lớn hết rồi, mình đủ để giải quyết, làm sao có thể gọi là mẹ chồng vui ha, dư sức không có lo. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh là hẹn sao bên đây nè, anh ở Vũng Tàu, đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó, thì Mỹ Tho đó, đó, dạ, đó. Đó, hẹn hò sao đó. Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn, còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần đi tùy thế. Anh đi xe tại máy, em còn công việc nữa. Anh không, đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này, bốn bánh nữa, anh lái được không? Dạ được. Ui khỏe rồi, Vũng Tàu vô Mỹ Tho đâu có xa đâu, anh đạp cái đường cao tốc vô tới kia có cao tốc rồi, anh nhảy qua cao tốc Trung Lương là xong. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn á, 9 giờ tối thì Đà Lạt ra. Bây giờ nó có già lắm anh ơi. Anh không có già đâu, tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi á, nhìn anh như vậy ai nói anh già, tự nhiên quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi là anh khác liền rồi. Bây giờ lên đây gặp được hai ông Mai và Mối đây là có đi cùng mãn nguyện. Bởi vì anh này bị bi quan nè, bị anh bỏ thử cái khăn giùm em coi. Đấy, trẻ anh khỏe liền. Bởi vậy vô bệnh viện làm cái cô y tá cái nó anh thả lỏng ra. Chứ tại vì cái suy nghĩ á, suy nghĩ cái nó hồi hộp. Anh bỏ cái khăn ra đi, anh trẻ trung liền. Đó thấy chưa, khác liền đó mọi người, thấy rõ ràng. Chắc anh lớn hơn chị Hồng Vân nha. Lớn hơn một tuổi ông nội. Anh lớn hơn em một tuổi. Chị Hồng Vân không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già. Em còn rất là. Đừng nói tôi già. Minh mẫn già. Đâu. Anh đừng có vợ trẻ hơn 10 tuổi đó anh, trẻ hơn anh đó, đúng không? Em 44 đó, trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng có bây giờ nè, thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới mình hát bài tặng em gái thôi nè. Không hát được nhưng mà thôi thì nói những cái chuyện để mà đoàn kết đi đến với nhau hạnh phúc là được rồi. Chứ nói ví dụ như bây giờ nói anh chỉ có coi em như là trái tim vàng đã trăm năm không nhạt đối với em là được rồi. Đấy, đó là trái tim vàng. Bây giờ thế nào? Bây giờ anh tiến tới anh nắm tay cô gái, cảm nhận thế nào về tình yêu? Đây bây giờ em gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Đây. Em cảm nhận như thế nào thì em cứ nói cho em mọi người, cho cô bạn kia nhận xét chứ không tối vì cô phỏng vấn thì khó trả lời đó. Đi. Còn mình thì lát lấy số điện thoại thì có gì thì sao? Thôi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi nhu cầu của anh Quyền Linh, chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Đấy đó, vui là chính. Nhưng mà gần anh là biết rồi, tại vì cùng dưới quê đó là nó gần ngược thì đây này đây. Dạ. Dạ. Vậy thôi em hát một câu thôi nha anh. Hát tặng cho anh đó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Của... Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nha. Anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Vì lớn tuổi rồi với cũng không nữa lớn nữa. Đi karaoke. Tự nhận mình lớn quá. Bạn mời đi karaoke vô cái làm một góc đó xong rồi hết giờ về.
mà đi có một hai lần mình phải tự tin lên ha. Còn trẻ chưa có già đâu, tại vì có cảm giác cũng giống như nhiều người hỏi nói sao không quen bạn gái bây giờ không lẹ, nhưng ngày xưa còn trẻ đạp cho đạp đi có bé kia dễ thương đi theo hỏi vài câu không? Bây giờ già lại hỏi người ta chửi sao đó, thành ra cái mặc cảm nó không giảm, đừng có mặc cảm. Còn có một lần mấy ông bạn làm mai bé kia, tại vì cũng vui vui nói thôi, cái con bé nói câu là anh bằng tuổi ở ngoài em thôi. Anh mà lại bằng tuổi ở ngoài thôi, hai người nói chuyện với nhau đi đó. Bây giờ cảm nhận của em gái thế nào, nói hỏi đi em, anh hỏi đi anh. Thôi thì nói như vậy thì anh thay lời nói cho thì tóm tắt như vậy thì mình gặp gỡ nhau biết nơi ăn chỗ ở đôi bên thì sự việc như thế nào thì mình quyết định. Còn bây giờ thời gian có hạn chứ làm phiền hai ông bà mai là quá rồi, đã một thời gian dài mà lên sơ tuyển cho đến giờ ngày hôm nay lên đến đây mà đi vào phỏng vấn mà đầu như thế này là cả một chương trình ghê gớm rồi. Mà chủ yếu là cảm ơn với lại gặp mặt được hai vị này là quá hạnh phúc rồi. Cái hạnh phúc với em á là cái khác, một cái hạnh phúc mà gặp hai ông mai bà mối này nhá, cả mấy chục năm mơ ước đó. Dạ. Người Trung đi vào đây từ 53 tuổi sống ở thành phố ở đây cho đến lớn, mà thấy cô Hồng Vân á là từ khi mà còn nhỏ ở ngoài Hà Nội nhá, mà đến hài đến bây giờ á, hồi này ngồi dưới kia đang nói vui nên bây giờ một nhà tiền nữa. Nói chung này là ảnh lâu quá không có người tâm sự đó, thành ra ảnh dốc hết những cái tâm sự của ảnh thôi. Người này cũng nhiều chuyện để tâm sự lắm nha. Có ông Mai đến nhà có chồng của Hồng Vân còn đưa bếp ra nướng rồi coi hết rồi. Ok. Ngồi ghế lên trai, ngồi đây, ngồi đây đi em đó. Hai người đủ để đưa ra quyết định của mình nha. Bây giờ thì tụi em cũng cố gắng tạo điều kiện cho anh chị nói nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn đó thôi. Chứ thật chất là anh cũng dễ thương đó, anh dễ thương. Điều lâu quá không tâm sự dài đó, mà bữa nay có gặp người đẹp tâm sự thôi. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á, thì là em phải bỏ ngay cái, tức là làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nhạc sĩ, nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu, mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin anh ha, có nhiều năng lượng sống hơn anh nha. Rồi, để tay nút bấm đi anh chị. Đây, đây, đây này cưng. Ngồi xong rồi đó, đúng rồi. Đây nè anh, đây nè, đây nè. Đó, anh thích là anh bấm luôn. Đơn giản là... bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn, một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Rồi bây giờ mình đếm nha, 1, 2, 3 hết thời gian. Rồi. Hay quá, trời ơi chị nghe cái tiếng cạch của em chị mừng ghê luôn á, nói thiệt luôn. Ừ đó, chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau. Thôi mình điện thoại mình lái xe xuống Mỹ Tho mình chơi. Bên đây ta lái dữ luôn. Thôi, bây giờ bên đây lái trước chứ. Thì đó lái qua lái lại phép, đó. Nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà, với cho bên gia đình bên nhà gái biết là thôi bây giờ sự việc là gọi là ý trời ha, chứ không phải tự ý mình. Mà đến với nhau đây thì như thế nào đó thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để gặp lại hai ông mai bà mối cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, có thiệp mời vui rồi. Để cho hai ông bà đi dùng tàu chơi cho biết. Nè, nhưng mà nhớ lái xe Mỹ Tho nha. Mỹ Tho đẹp lắm. Có vườn hoa lạc hồng ha. Có chùa, có dạ, kia, dạ, có cảnh đẹp. Có đi rồi trước đi Bến Tre, đi tàu nạo dừa rồi đi. Thôi được đi, đâu nạo dừa chi ta đây Mỹ Tho nạo dừa. Bây giờ đó. Rồi thôi cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, anh còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy một chiếc hôn. Dạ cả rồi hôn nữa. Đó thấy chưa, lúc nào anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Anh nghĩ sao mà anh còn phải làm nhiều việc khác ngoài chuyện hôn nữa nha. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình, với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Mấy chú, mấy chú đánh liền nè.
Dạ. Còn giá lấy số điện thoại là về Mỹ Tho nha. Mà thích thì càng đi xa càng tốt để đi chơi mà. Bữa nào về Sài Gòn á, dạ, nếu hẹn bạn ấy lên Sài Gòn chơi uống cà phê rủ lên ra, mình sẽ kết nối thêm cho nha. Dạ dạ. Mà bây giờ mình vô trọng tâm là tình yêu, đừng nói vòng nha. Thật chỉ là vô tình yêu luôn nha. Không, anh vui quá. Anh không biết bắt đầu từ đâu thực sự. Rồi, hai người cứ nắm tay nhau đi, đừng có buông tay ra. Thôi, nắm nhiều quá rồi đêm về là nhớ nữa. Nhớ Duyên Ngầm. Mới gặp hồi chiều mới giờ đã nhớ như vậy thì lát nữa mất công ngoài điện đi nấu cháo lâu. À, tụi em sống với nhau được 10 năm. Đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn, nói thật quá người ta lại không vui. Với lại một cái nữa là em nói nhanh, có cái tật nói nhanh do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh. Không nói nhanh đâu em nói chậm nghe rõ lắm á. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào các khán giả ở đây. Em tên là Quỳnh Tấn Khanh, sinh năm 86, quê gốc thì của em là ở Vĩnh Long. Em làm việc thì ở trên Bảo Lộc. Khanh làm gì trên Bảo Lộc? Dạ em làm chuyên về hoa lan anh. Gieo hạt, như là mình lấy cái trái của lan rừng mình gieo hạt, hoặc là mình có thể là mình thụ phấn cho nó để mình tạo ra những cái giống mới. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 sen thôi mà cỡ khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Trời ơi. Rồi chào hai dạ, chào dạ. Hai bạn rồi giờ ngồi bàn chuyện lan cho tới sáng hay gì? Nhánh lan rừng đã nở những ấy hoa trắng xinh. Dạ. Bạn đã hay lắm, chút hát dạ. Rồi đó đi. Rồi đó là bên đây là về chuyên về lan đúng không? Dạ. Để coi bên đây chuyên về gì nha. Giới thiệu đi cưng. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào anh trai kế bên và gia đình cùng các quý khán giả ngồi phía dưới. Tên em là Lê Thị Biết Thắng. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Nghề nghiệp chính của em là làm các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch, đến nhân thân, khai sinh, kết hôn, khai tử nhưng mà mang yếu tố nước ngoài. Làm ở xã đó hả? Dạ ở huyện. Yeah. Vĩnh Long mà qua Trà Vinh cũng gần. Rồi bao lâu mới về Vĩnh Long lần? Do là ở Vĩnh Long thì em còn mẹ nên cứ mỗi tháng thì em sẽ về đó tầm 3 ngày, 4 ngày. À, tháng nào cũng về hết? Dạ, tháng nào em cũng phải về. Rồi, vậy cũng gần về Trà Vinh rồi đó. Có mẹ với ông bà ngoại mà ngày nào cũng phải điện về. Nhưng mà em có nghĩ là ngày nào đó em sẽ về bởi vì mẹ em về chăm sóc mẹ chưa? Dạ thì em cũng có một cái dự định của năm nay sẽ xây nhà lại và em sẽ dời công việc em về dưới đó. Sát bên Trà Vinh ha. Tâm rồi, bên đây tôi cũng yên tâm rồi đó. Ở Lâm Đồng thấy xa quá. Em trai có mấy mối tình rồi? Có một mối tình với người đầu tiên là vợ. Sau khi ly hôn thì cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em, chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, còn khoảng 10 ngày nữa là đám cưới đó. Cô ấy bị tai nạn mất. Ồ, cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ, nên nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4 năm mà. Em có cháu nào chưa? Dạ, hồi vợ thì có một bé. Thì lúc mà vợ em bỏ đi á, là bỏ lại bé là 3 tháng. Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi. Trai hay gái? Dạ, trai. Con trai hả? Ồ. Hoàn cảnh bạn trai bên đây còn đường tình duyên bên kia thì sao? Ừ, để từ từ hỏi bên đây em cái điểm mạnh nhất của em là gì? Tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng, nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ mà em hay nói nhiều lắm. Nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm. Điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á, là có thể thức nguyên đêm. Bởi vì đối với em là nói như thế này, công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai và không muốn để trì trệ cái công việc của mình. Thì cái đó là điểm mạnh mà cưng, đâu phải yếu đâu. Đâu không phải nhưng là mà nhiều khi thức 3-4 đêm liền bị la, bị mẹ la. Sao điểm mạnh của mình như nào, điểm yếu như nào, nói luôn đường tình duyên của mình sao? Dạ thì chắc có lẽ là em nói về hôn nhân trước. Em cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần gãy đổ. Tụi em sống với nhau được 10 năm, đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn, mình nói thật quá người ta lại không vui. Với lại một cái nữa là em
nói nhanh, có cái tật nói nhanh do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh. Không có nói nhanh đâu em. Em nói chậm nghe rõ lắm đó. Rồi sau cái đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không? Chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bình vững anh. Thôi, đời là số phận rồi. Ha, bây giờ mình gặp nhau đây tiếp tục cái duyên, biết đâu nó sẽ thành cái nợ với nhau nữa. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Theo em thì em không đặt một hình mẫu, mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ông hoàng xíu. Có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung 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 là anh không có hỏi lý lẽ thì em không thích như vậy. Một cách nó nhẹ nhàng một xíu. Còn hình thể làm sao, cao ráo làm sao? À. Em chỉ cần là cao em một cái đầu thôi, mà nếu cao được cả nghĩa đen là nghĩa bóng thì rất tốt. Em không thích điều gì vậy đàn ông? Tham gia quá nhiều vào tệ nạn. À, em muốn tìm một nửa người yêu của mình, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về em suy nghĩ thì rất là đơn giản. Ví dụ như có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết, chứ mình đừng có nên mà làm sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi, chứ không phải là cái công việc nhà là của vợ thì đi làm về phải tự vô làm. Không có, đối với em thì nó không có như vậy. Ai là lúc nào làm cái đó? Bây giờ chúng ta cố gắng là đóng lại con thuyền tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha. À, em gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với con trai lớn của em, bé ngồi phía dưới. À, con trai lớn nữa hả? Trời, con trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 tuổi. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều hết. Con muốn mẹ con bước thêm bước nữa không? Dạ, con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà với mẹ con không? Mẹ con nói mẹ nè, chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sạch sẽ, tính tình thì vui tính, có thể về chia sẻ con được. À, con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Trời, thấy nó thân thiện ghê không? À, chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản. Nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng. Chú chỉ con trồng lan hả con hả? Thú vị lắm á. Dạ, tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi, hợp với chú. Bởi vì với chú thì luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa. Bất kể hoa gì. Theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ, mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Trời ơi, con kết chú này lắm rồi. Ủa con ơi, mẹ đi coi mà, nó phải con đi coi, sao con kết lẻ vậy? À, anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chuyên trồng lan đúng không? À, đúng rồi em. À, vậy anh có biết chăm sóc hoa giả quỳ không? Tại bạn hoa em nó hay gọi em là như hoa giả quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ giả. Trời ơi, yên tâm đi, hoa giả quỳ hay là da gì cũng ok hết á. Được, được chứ. Bây giờ mình kéo rào nha. Kéo rào đi. Mở rào. Anh chào anh. Chào anh. Cười cái ca nào, cười. Tặng hoa nào? Cười, cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ em cảm ơn. Em cũng xin có món quà tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Mở ra đi cưng, coi cái gì vậy em? Rồi, rất là đẹp. Cái một cọng dây thắt lưng. Một cái thắt lưng phải không? Rất có đúng đẹp. Ý của em không? Dạ, rất là đúng. Còn lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy? Dạ... Trồng lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn. Do là lan mùa này nó ít bông quá, thấy nó ngại. Chào em. Em ở huyện nào hồi nãy anh? Dạ nói. Em ở Duyên Hải, huyện Giang Biển. Lên anh có khoảng hơn 100 cây. Chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây. Nhưng mà đi đường quốc lộ 60 gần hơn chứ? Bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh thích cái cách mà thẳng thắn nói nhiều. Anh cũng vậy, rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm. Có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó. Em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp. Nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha. Cãi nhau không nói. Không, đối với anh cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn. Anh im thinh luôn. Đánh anh thì nóng lắm, nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước, anh dọn anh đầu anh xong anh đi rồi. Tĩnh tâm lại mình thoải mái lại, mình mới dám đi về mà mình nói chuyện. Chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nó lại khó hơn.
mình im lặng đi, khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau, nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận. Thì đúng rồi. Em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái anh mong muốn cái người phụ nữ là giỏi nữ công gia chánh vậy đó. Anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh, mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về nữ công gia chánh, nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau. Và anh nói với em một câu có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh. Đúng, em công nhận điều đó. Tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam, chứ không phải nữ. Với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó, bởi vì sao mà không giỏi được. Chị ơi, cái này phải kiểm tra lại, biết đâu có người hùng hợp chăm sao chị. Chưa gì đã ghen tuông rồi đó. Trời ơi, rằng quá. Phụ nữ ngộ lắm, bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó. Còn là không có ghen đâu. Bắt đầu có để ý đúng không? Không có, bắt đầu đâu. Có để ý rồi đó. Chị ơi, đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị? Đó, thấy chưa, ghen thêm tập 2 đó. Chị em nói một câu đi, em nói một câu đi cho bà yên tâm đi. Em xác nhận có không? Cái đó là không có rồi. Đâu có ai đâu. Anh nói là nhìn em dễ gần vậy, anh có muốn gần hay không? Quan trọng là cái nút ở phía sau em cứ dám bấm hay không thôi. Chúng ta đủ lớn để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình. Đây, nút đây cưng. Ở đó tràn ngập những yêu thương. Đó. 3, 2, 1. Hay quá, gian. Trời ơi, bấm đông điệu bấm luôn. Cắt, lúc luôn. Hãy nắm tay nhau. Hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau. Ha, đây, con có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, con mê chú này quá rồi, đúng không? Thì nói nghe nè. Thôi mình đặt nụ hôn đầu tiên ngay ngày gặp mặt đi. Chung nó cũng ha. Cái gì vậy? Vậy cũng hả? Ai mượn cũng vậy? Không đây nè, đứng lại như vậy mà không má. Đó. Rồi với cổ làm với đăng ký kết hôn nhanh lắm. Thầy cũng làm bộ phận đó luôn mà. Không anh ơi, chỗ em điền tên người khác không? Lâu lâu thi thoảng em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được. Là chịu cái đi. Dạ. Dạ, vậy chắc nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi. Đúng rồi. Thì em cũng chấp nhận. Ở đâu công việc tốt mà điều kiện tốt ở thôi. Nói vậy thôi, cho em nói cho anh gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ ta đi quốc lộ 50 ha. Dạ. Đi qua cầu Mỹ Lợi rồi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em, có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Đi quảng lộ tiếng mấy là tới Gò Công rồi. Thành ra là cũng không xa gì mấy đâu. Làm dâu làm rể gì cũng được hết ha. Em gái dễ thương lắm. Muốn có người yêu như thế nào? Em muốn nghe là cao 1m7. Hả? Cao nhiêu? Xém. Chắc xém. Lớn hơn em thì 2-3 tuổi. Lớn hơn 2-3 tuổi. Có. Cái này bảo đảm 7 tuổi. Lớn 7 tuổi. Là 7 tuổi. Thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Thì coi như 2-3 tuổi đi. 2 với 3 là 5 rồi. 5 thêm 2. Còn 2 nữa hả? Bù vô tình yêu, sự chăm sóc. Vậy biết quan tâm chăm sóc mà. Vì công việc thì em không thích bạn trai em làm việc mà có đi chụp đêm hay này nè. Em thích bạn bên đó có đi đêm gì không? Không. Người con trai hoàn chỉnh. Làm công việc ở đó thì làm ngành hàng nó cực lắm, vất vả lắm. Bạn nghĩ là rất là quan tâm. Ha, cái tính là vậy mà mới làm được cái công việc đó. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Nói nhiều. Công việc cũng hơi nói nhiều đúng không? Cũng có điều khi nó hơi xàm. Đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ. Đúng không anh? Hứa. Có tuổi thơ dữ dội mà. Tuổi thơ nó hơi trục trặc chút xíu. Trời, cô gái xinh vậy mà không có người yêu nó. Gì nãy nói tuổi thơ bất hạnh. Tuổi thơ bất hạnh không tin á. Anh không tin lại mấy bây giờ luôn á. Dạ, có người thân em đang tới điện thoại. Hả? Có người thân em đi thay lại. Có giấu giếm gì không? Hay là kiếm thêm gì không? Không có. Chắc chắn ha. Chưa có người yêu luôn nha. Chưa hung luôn mà. Dạ. Em xin chào. Chào anh. Rồi chào em. Chị. Chào mấy anh chị ở đây. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Long. Năm nay em 35 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Tiền Giang. Em là quản lý tổ ngành hàng của Cốc Mắt Cầu Công. Siêu thị Cốc Mắt Cầu Công. Dạ. Rồi. Long 35 tuổi ở Tiền Giang luôn, quê Tiền Giang luôn Long hả? Dạ, em ở Tiền Giang. Quản lý ngành hàng ở trong siêu thị luôn. Siêu thị Cốc Mắt. Rồi. Dạ. Rất rõ ràng, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ. Em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Em tên là Châu Trần Tuyết Ngân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở quận 8. Nhà ở quận 8. Em là nhân viên điều dưỡng. Nhân viên điều dưỡng, mình làm việc ở đâu? Em ở làm việc ở Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh. Thành phố. À, quận 10. Dạ. Rồi.
đi nào đến Tiền Giang chơi lần nào chưa? Về miền Tây chưa? Dạ chưa. Chưa biết Tiền Giang luôn hả? Như quê em là như Gò Công, Tiền Giang. Ai? Quê nhà em là Gò Công. Em Gò Công á hả? Không, quê nội ở nhà Gò Công. Quê nội thì ở Gò Công. Dạ. Mà chưa về Tiền Giang lần nào? Không biết có chung không? Em đi chung đó, Gò Công, Tiền Giang chung đúng không anh Linh? Trời đất ơi. Trời ơi. Gò Công mà nói không biết phải Tiền Giang không? Ông là banh, chỉ nói quê nội chỉ ở Gò Công mà không biết phải ở là Tiền Giang không? Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi, đó là vậy là gần nhau rồi Gò đó. Gò Công là một huyện của Tiền Giang. Gò Công gồm có Gò Công Đông, Gò Công Tây. Em miền Gò Công quê hương Trương Định. Đó. Rồi thôi bây giờ. Là Gò Công là một trong những cái nơi phải nói là du lịch cũng tốt. Có biển nè ha, dàm láng nè ha. Có rất là nhiều trái cây như là mít, xoài, ổi, mận. Sabu chê vân vân đó, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Rồi có dịp về mà đặc biệt có cái là quê hương của hai người hoàng hậu đúng Việt rồi. Nam đúng Triều Nguyễn cho biết luôn em. Dạ Từ Vũ và hoàng hậu Nam Phương đó, thấy chưa, biết không? Không biết luôn. Trời ơi, trời ơi, trời, cô làm điều dưỡng ở đâu hả? Hoàng hậu Nam Phương không biết luôn hả? Rồi Từ Vũ biết không? Biết. À biết Từ không, Vũ, Từ Vũ biết. Từ từ em sẽ biết. Trời ơi, đừng lo. Hậu Nam Phương là vợ của Vua Bảo Đại đó em. Rồi cũng ngẩn ngơ ngác luôn. Để chút xuống đi rồi anh sẽ giải thích cho em Gò Công là gồm có những điều gì trong đó nha. Thôi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em á là em rất siêng năng. Siêng năng. Biết nấu ăn. Rồi. Và hát thì hát hơi dở. Hát hơi dở. Ủa là nãy đang nói khuyết điểm đó hả? Ừ. Ưu điểm mà hát dở hả? Hát dở thì chị đã hát dở là cũng hát dở là ưu điểm á hả? Dạ là hay hát. À rồi gì nữa? Bình thường thì em ít đi chơi ở nhà thôi. Ở nhà thôi. Hơi lớn lên chút xíu em. Rồi khuyết điểm của em là gì? Hơi khó tính. Khó tính. Làm biến, nói chung là ở nhà không có đi đâu, ít bạn bè lắm, ít giao lưu với bạn bè. À. Chắc là cũng không giỏi lịch sử ha. Rồi ít đọc sách luôn ha. Rồi đọc sách nhiều vô nha cưng. Trời ơi, những cái nhân vật đặc biệt như vậy mà cũng không biết, chết tôi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là kỹ tính, sạch sẽ, chỉnh chu. Dạ, còn khuyết điểm là nói chung ngủ ngại trước đám đông, ngại nói chuyện. Bình thường em xàm xàm được, nhưng vô đám đông em run, em hay run. Bình thường sao, xào xào hả? Dạ. Xàm xàm. Xàm xàm. À, xàm cho nó vui. Dạ. Cuộc sống mà đôi khi nó áp lực dạ. Đúng không em? Dạ, áp lực. Nó em nói em kỹ tính là em kỹ sao? Ví dụ em vài cái kỹ chị nghe coi. Dạ thì đồ thì em tự ủi em đi làm. À. À, tóc thì em 15 ngày em hớt một lần. À. Hớt cho nó gọn đúng không? Dạ nó gọn. Dạ nó quen rồi đó. Rồi. 15 ngày em hớt lần. Ta cũng tốn tiền hớt tóc dữ ha, tôi dạ. Thấy thường thường. Không, em hớt tóc đi quê đâu có nhiêu. Dạ. Nhưng mà hớt có 7.000 cái đầu, bo 3.000 là 10.000. Hiểu như anh Linh là bao lâu cắt tóc? Dạ là... massage luôn á chị, massage dạ. Quê massage. Anh là cứ 10 ngày làm lần, 10 ngày, 10 ngày lần vậy đó. Ghê vậy trời, cắt tóc thì mình nghĩ là cũng tháng mới cắt lần chứ. Không có cần phải vô spa này kia hết cho mắt. Anh hết dạo không? Dạ, góc me không à chị. Góc me, me gì đó. Rồi. Cứ đưa cái miếng dù úp cái lấy hết vòng tròn là xong. Nãy giờ thấy cũng là lanh lanh đó chứ đâu có phải ít nói gì đâu. Dạ vậy chứ em rung lắm á chị, em giờ em đang rung dữ lắm. Quản lý ngành hàng mà đâu có vừa. Thời gian rảnh thì em làm gì? Em... Dạ thì... Dạ em hả chị? Ừ. Dạ em rảnh thì mà em chơi thể thao. Môn gì? Dạ bóng chuyền, dở lắm. Chỗ nào mà chỗ cái vị trí nào mà tệ nhất là em đứng cái đó đó chị. Lụm banh đầu ví dụ như vậy á. Mà em thích lắm, chiều em ngồi ra phải chờ ngồi đợi tụi nó ra chứ đủ mới chơi. Tại nó đâu đánh đâu có banh đâu lụm. Dạ. Phải có đánh mới có banh lụm chứ. Là mê bóng chuyền phải không? Dạ, em thích. Mà em muốn dở lắm chị. Là không có giỏi về thể thao vậy em không có chơi thể thao. Rồi bây giờ em nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nè, tình trường của em như thế nào? Dạ tình trường của em thì từ trước giờ em chưa quen ai là mối tình chính thức. Chưa quen ai hết. Dạ. Chỉ có bạn bè giới thiệu thì cũng được hai mối nhưng mà chỉ đi dừng ở điểm uống nước lần đầu tiên là không thấy không hợp là không quen. Lý do sao em? Người ta không hợp em hay em không hợp người ta? Em thấy em không hợp với người ta. Ủa? À, em thấy người ta không hợp với em tại vì giống như là nhiều khi mới cái anh đó thì mới quen nhưng mà chưa hết mà ảnh giống như anh đi nói với tất cả mọi người em giống như là bạn gái của ảnh vậy, mặc định em là bạn gái mà khi đó em với ảnh chưa có sợ là xác định uống nước cũng chưa hay gì cũng chưa, giống như là đang làm chung thì ghẹo chọc vậy thôi. Cái ảnh nói như ta là em bạn gái ảnh, cái em ghét quá em ve luôn. Rồi một anh nữa.
Anh nữa thì cũng mới quen mà anh cứ nói chuyện theo kiểu cũng chưa xác định, cũng mới đi uống nước lần đầu mà nói chuyện theo yêu đương sến xuống, với lại nói chuyện theo tình cảm mà em thấy không có thật nên em cũng... Coi như là sến mà sến xạo, không có dạ, thiệt đúng không? Em có thích lãng mạn không? Cũng thích nhưng mà dần không thích gì vừa thôi chứ làm quá em chạy trước. Hay làm quá là em chạy trước, phải từ từ. 28 tuổi, chưa có mối tình chính thức. Hung chưa? Chưa. Chưa luôn? Chưa chính thức mà. Chưa chính thức, là coi như nắm tay rồi còn chưa nữa, lấy đầu hung đúng không? Nắm thì có nắm rồi. Nắm tay uống cà phê chắc cũng có nắm không? Nắm tắt được lần. Nắm được lần một à? Trời ơi, 28 tuổi xinh vậy mà chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu đời thì nghe hay quá anh trai hả? Dạ, tuổi thơ bất hạnh xinh quá ha anh. Rồi bên kia cố gắng nha. Trời ơi, tuổi thơ bất hạnh. Tuổi thơ bất hạnh. Chị Thanh nói tuổi thơ bất hạnh. Không yêu có 28. Dạ, bất hạnh. Mà không yêu thì người ta cũng hay gọi là tuổi thơ bất hạnh đó chứ bộ. Hay, tình hay. Yêu nó làm ra nhiều cái hay lắm đúng không em? Dạ, dạ. Còn em có bất hạnh không? Dạ, thì mối tình em thì cũng có. Nhưng mà ấn tượng nhất là hai mối tình gần đây nhất à. Chia tay cách đây 5 rưỡi là mối tình cuối cùng. Rồi sau đó thì cũng thề ở dậy. Nhưng mà cơ duyên đến đây à. Thề ở dậy rồi sao đăng ký đây chị? Dạ, sao tự nhiên thích. Thích gì? Dạ. Hả? Dạ thích... Cái này khó là khó nói quá. Thích lấy... Dạ, thích lấy gì? Thích... Người yêu hay là thích lấy vợ? Dạ, thích lấy vợ. Thích lấy vợ dạ. Liền luôn ha. Nhưng dạ. Mà điều trước đó là có bị cú sốc gì không? Là tại sao chia tay mà phải nghĩ là mình sẽ ở vậy? Dạ, tại vì có chị. Mối tình đó là khi em quen bé đó. Xong rồi cái em... Quen em bé đó chứ đừng quen con bé đó. Dạ, em bé. À. Xong rồi khi em chuyển đơn vị công tác về với nhà đó. Thì 5 tháng thì cũng còn quen. Sao là bé không chịu về, cũng buồn, thôi chia tay. Sao không về? Không chịu về quê cùng với mình. Tức là bé ở về Tiền Giang đó. Dạ, về Tiền Giang 2 đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi cái này cũng hơi ấy à, để anh dạ. Hỏi thử coi bé bên kia có chịu về hay không nha. Tức là bé kia là yêu em, cũng yêu em nhưng dạ. Không chịu về Gò Công. Dạ. Nhà em Gò Công luôn hả? Nhà em ở huyện Chợ Gạo. Ở huyện Chợ Gạo. Em làm ở Gò Công. À. Dạ. Quyền Chợ Gạo nhưng mà nó trồng ớt không phải đúng không? Dạ Thanh Long anh. Đúng rồi, Thanh Long với ớt. Rồi nên... bây giờ em gái. Dạ. Nếu mà lấy chồng á, em có thể về quê chồng ở dưới Gò Công được không? Em thì em xác định là mình muốn ở rể hơn. Hả? Ở rể. Xác định ở rể hả? Tại nhà em ở đây mà em muốn ở rể hơn. Hoặc là em có thể ở rể được không? Bên kia dễ thương lắm. Dạ. Dễ thương lắm. Suy nghĩ kỹ đi. Để từ từ em tính anh. Dễ thương dạ. Lắm. Dạ. Trời ơi, ở rễ khỏe muốn đó. Chết. Dạ thì để cho em thời gian em nghiên cứu rồi. Khỏi nghiêng gì trơn á. Khám phá. Anh thấy gì khỏi nghiêng gì trơn á. Là chịu bé đi. Dạ. Dạ, vậy chắc nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi. Đúng rồi. Thì em cũng chấp nhận. Ở đâu công việc tốt hơn, điều kiện tốt ở thôi. Nói vậy thôi. Cho em nói cho em gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ ta đi quốc lộ 50 ha. Dạ. Đi qua cầu Mỹ Lợi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em. Có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Đi khoảng lộ tiếng mấy là tới Gò Công rồi. Thành ra là cũng không xa gì mấy đâu. Làm dâu làm rể gì cũng được hết ha. Em gái dễ thương lắm. Muốn có người yêu như thế nào? Em muốn người yêu là cao 1m7. Hả? Cao nhiêu? Xém. Chắc xém. Lớn hơn em thì 2-3 tuổi. Lớn hơn 2-3 tuổi, được. Có. Cái này bảo đảm. 7 tuổi. Lớn 7 tuổi. Mà nó 7 tuổi. Thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Thì coi như 2-3 tuổi đi, 2 với 3 là 5 rồi. 5 thêm 2. Còn 2 nữa hả? Bù vô tình yêu, sự chăm sóc. Vậy biết quan tâm chăm sóc nè. Vì công việc thì em không thích bạn trai em làm việc mà có đi trực đêm hay này nọ. À. Em thích ở bên đó có đi đêm gì không? Không. Người con trai hoàn chỉnh làm công việc ở đó thì gặp ngành hàng nó cực lắm, vất vả lắm. À. Là anh nghĩ là rất là quan tâm. Ha, à, cái tính nó vậy mà mới làm được cái công việc đó. À. Em không thích gì người đàn ông? À, nói nhiều. Nói nhiều. Công nói việc nhiều mà giỡn nhiều đúng không?
cũng có đôi khi nó hơi xàm. Nó xàm, đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ, có không anh? Hứa. Có tuổi thơ dữ dội mà anh. Tuổi thơ nó hơi trục trặc chút xíu. Trời, cô gái xinh gì mà không có người yêu anh không? Gì? Nãy nói tuổi thơ gì? Tuổi thơ bất hạnh hả? Ờ, tuổi thơ bất hạnh, không tin á. Bất hạnh. Anh không tin là em ấy tới giờ luôn á. Dạ, có người thân em đó anh cứ nhìn hỏi. Hả? Có người thân em như thế là anh có giấu giếm gì không? Hay là kiếm thêm gì không? Có. Chắc chắn ha. Chưa có người yêu luôn nha. Chưa hung luôn mà. Chưa hung luôn mà. Chưa hung phải không? Ráng hồi hung nha. Hung nó đã lắm. Trời ơi, tôi không diễn tả kìa. Nụ hôn đầu tiên, trời ơi. Nhắm mắt lại, miếng mỏ lại. Ồ, nó đã lắm em. Ráng đi cưng. Dạ. Ráng hồi hung nụ hôn đầu tiên. Rồi 28 tuổi ha. Hôm nay em tham gia chương trình là ở nhà có đưa ra ba mẹ có kêu đi kiếm cái chuẩn mẫu người bạn trai tương lai như thế nào không? Dạ không ba mẹ. Có coi thầy coi tuổi gì không? Em thì chắc kỵ tứ hành xung. Kỵ tứ hành xung thôi. Em là tuổi con gì? Tuổi con ngọ. Ngọ. Dạ. Tí ngọ mẹo dậu. Bên đây tuổi gì? Em tuổi hợi. Ờ, hay sao? Quá, hơi quá. Tuổi hợi được không? Được ha, tí ngọ mẹo dậu. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Trong một năm. Bên đây à, một năm mình kết hôn được không? Dạ, em chuẩn bị hết ráo rồi chị. Hết dạ. Ráo là có cái gì nói nghe thử. Dạ, giờ dạ, chuẩn bị hết ráo, chị đã có tiền cưới. Chuẩn bị tinh thần. Hết tinh ráo thần, đó hả? Cái dạ, ráo đó là sàm. Tôi tưởng hết ráo là hết rồi. Rồi có nhà, có cửa gì chưa? Dạ, giờ dạ, còn ở chung với gia đình chị. Với má em. Có siêu thị đó. Dạ. Cưới rồi bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ thì bây giờ là hiện giờ ở chung với gia đình với má em. Là lấy vợ về là về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi nếu bên đây ta điều kiện đó ok thì bắt rễ là đi đúng không? Dạ. Rồi em nói đó là điều kiện cho phép. Vậy chứ ông chuẩn bị hết ráo, cái ráo của ông là tinh cái gì? Tinh thần chị. Tinh thần có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Thiệt tình luôn á. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? Dạ thì 3/4 tháng lương. 3/4 tháng lương. Dạ. Cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Có quen biết rộng rãi gì không? Xin về được việc làm không? Yêu. Dạ. Không làm xong siêu thị thì được chị. Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng? Chăm sóc ngành. Dạ. Trời ơi nhiều cái làm. Dạ. Nói chung thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ là hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em là 35 tuổi đúng không? Lớn hơn vợ tới 7 tuổi lớn đó. Vợ là hơi ngại rồi đó. Ủa, em làm giám sát điều gì? Quản lý ngành hàng hả? Dạ quản lý tổ ngành hàng. Em là tổ trưởng hay gì? Dạ đúng rồi. Trời tổ trưởng ta có quyền nhận người. Em 35 tuổi thì em chưa quyết định mà em còn nghiên cứu cái gì nữa. Bây giờ 35 tuổi muốn lấy vợ liền thì mình phải có chuẩn bị hết cái kế hoạch tương lai nè. Như thế nào, lập nghiệp sao, nhà cửa bao giờ mua, bao giờ có nhà riêng, năm nào sinh con, năm nào làm cái gì mình phải tính cho 35 dạ, tuổi mà còn đó nghe. Là cái định hướng trên giấy tờ rồi chị. Nếu còn nhiều cái khoản một trong đó mình chưa đi chi tiết hết nha, em cũng có rồi. Rồi bây giờ ngoài cái việc bà ba mẹ là hỗ trợ nhà ba mẹ mọi thứ, rồi ngoài cái tinh thần ra đó, rồi em có được cái khoản nào để dành dụm chưa? Ừ. Dạ cũng có ít ít. Có ít ít thì cái tôi rầu ông quá thì bây giờ yêu xa thì ông một ngày ở một tuần ông gặp bạn gái ông được mấy lần? À, dạ thì nếu mà ở quận 8 thì đâu có xa đâu. Quận 8 thì 60-50 cây số là tới. Bây giờ tôi hỏi từng gặp được mấy lần ông tính chi cho mệt vậy? Dạ được 2 lần. Hai lần? Dạ vâng. Rồi tôi ráng hỏi bên đây coi được không. Từng được 2 lần. Dễ thương đấy em. Đi vô mấy siêu lần thị cũng gặp hết á. Ta dọn siêu thị lên đây, ta ở đây luôn đi. Vô siêu thị làm điều dưỡng. Mà nói với em nghe nha. Thực chất á, là em đã làm quản lý ngành hàng ở siêu thị rồi. Thì ở đâu có siêu thị trơn á. Dạ. Chuyển qua chuyển lại nó không có khó. Nếu cần anh xin cho em. Hả? Được chưa? Dạ. Không, anh xin cho em chuyển được. Rồi em vô làm trưởng ngành hàng đó, quản lý ngành hàng đó, em nhận nhân viên được bên kia được. Làm điều dưỡng nó vất vả hơn là làm quản lý ngành hàng. Vô đây ta kiểm tra ngành hàng không? Được không? Thấy anh ủng hộ cặp này đó. Tại dân Tiền Giang có cảm cùng tình quê lắm. Ha, cùng quê ha. Anh là quê Tiền Giang mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo không em? Dạ, có cô với chị. Có cô với chị, với bạn nữa. Rồi cho gặp cô của... Cô ruột hả cô? Dạ. Dạ, chào cô. Nay cô mặc áo nổi quá ha.
Xin kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu trai và gia đình của cháu và các khán giả trong trường quay hôm nay. Tôi là cô ruột của Tuyết Ngân. Dạ. Thì theo cháu trai nói thì cháu ở Tiền Giang là Gò Công, mà cháu ở Chợ Gạo hả? Dạ, nhà con ở Chợ Gạo, con làm ở Gò Công. Tại vì làm ở cấp mắt Gò Công, cấp mắt là nó qua chút xíu rồi, qua chút xíu. Dạ. Tại vì quê nội của Tuyết Ngân là ở Gò Công Tây. Dạ, vậy là giáp ranh với con. Giáp ranh luôn. Con ở ngay ngã tư Giáp Hạt. Có cô có một bà dì ở Chợ Gạo, thành ra cô cũng biết ở đó. Dạ. Chưa, cô biết vậy mà cháu không biết gì hết. Tại nói chung là cháu cũng ít có đi về. Dạ. Thường là đám tiệc thì ba cháu đi về nhiều hơn, và cháu thì mất công việc đó. Thành ra cháu cũng ít về. Hồi nhỏ thì có dắt theo, nhưng mà lớn thì sao không cô, có theo được. Cô thấy dân Tiền Giang dễ thương không? Thì nếu mà nói về dân Tiền Giang thì ok rồi. Nhìn cháu trai đây thì cô thấy cũng được. Hai cháu lên đây là một cái duyên. Thì cũng là do chương trình đã sắp đặt. Thì ở đây nói chung là gia đình cũng chờ một cái nợ của hai cháu nữa mà thôi. Thì ở đây là cô cũng tán thành. Tán thành tôi ha. Dạ. Có gì cô về cô nói với mẹ Ngân giùm nha. Dạ. Ngân rể Tiền Giang dễ thương á. Dạ, con cảm ơn cô. Cái tuổi 35 này thì cô hy vọng là cháu sẽ chững chạc, là có thể lo cho cháu cô được. Còn về Ngân thì con cứ an tâm. Thì giống như là Ngân nó nói vậy đó, là ngoài giờ đi làm thì cháu về phụ chuyện nhà. Tại ba mẹ cũng đi làm, cháu ở nhà. Chuyện nhà với phụ với chị. Chị đó đây. Dạ. Tại chị ở riêng. Lý do mà Ngân nó muốn cháu về làm rể là tại vì chị có hai chị em thôi. Mà giờ chị thì đã ra ở riêng rồi. Thành ra thì Ngân nó muốn kiếm một người có thể mà ở rể được. Đó. Nhà ba mẹ lớn tuổi chưa cô? Cũng chưa có lớn tuổi gì lắm, nhưng mà cũng có việc làm, cũng có đi làm. Thành ra nếu mà cháu có sắp xếp được, hoặc là gia đình có thể thông cảm được, thì mong là cháu sẽ về làm rể cho gia đình của Ngân. Còn nếu mà không được thì thôi là duyên nợ đi con. Duyên nợ đi thì chồng đâu thì vợ đó. Nó chưa gặp thôi, nó gặp nó gật đầu lia lịa cho coi. Đó là. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Dạ em hả chị? Ừ. Em đi với chị họ của em. Dạ. Dạ chào chị. Sau lưng hả chị? Sau lưng. Coi cái hàng ghế đầu có ai không? Sau ghế. Rồi dạ. Không, nói đi mở rồi. Chào Quyền Linh. Dạ, chào chị. Chào Cát Tường. Dạ, chào chị. Chào gái, chào khán giả. Khi hồi đó ở dưới ở quê, tôi coi chương trình này là tôi phe của Cát Tường không à. Dạ. Cái ngang ngược lại, khi mà đi lên chương trình này lại đi cho đặt trai. À. Nhưng mà tôi thấy lên đây chương trình chỉ có là mấy phút thôi, nên nó không có... mình thể hiện hết cái những gì mà cái ưu điểm của mình. Dạ. Nên thành ra thôi cho tôi bổ sung đi, như Quyền Linh nói là cái việc làm này kia thì tôi nói, thôi giờ mốt cung cho Cát Tường vậy đi, đặt Cát lên bán đứng em mình đi. Dạ. Giờ cho Cát Tường nói vô giùm nha. Dạ. Cái gia đình của tôi là có cái truyền thống gì nè, là quý phụ nữ. Dạ. Nể và cưng phụ nữ. Dạ. Nếu ai mà, nghĩa là em là 30 mấy tuổi nhưng mà không phải là ế nha, đừng nói ế nha. Dạ. Chậm mà chắc, ai có cưới vợ là cũng có hạnh phúc hết, về cưng vợ mà không, cái đó là có gia đình là biết. Dạ dạ. Rồi với lại mà em trai thì chỉ có đi làm rồi gia chạm trong công việc thôi. Dạ. Lên đây nếu mà nà quá thì em không có thể nói hết. Còn như chị nói với em gái này là em chị sạch lưỡng, sạch sẽ kỹ lưỡng ha. Mà gia đình chị, ba chị cũng có truyền thống là cưng vợ. Mà tới năm nay là ba chị là 86 tuổi mà vẫn kêu má chị là mình ơi, em. Trời. Đó, không hề quánh vợ, không quá. Hề gì hết. Dạ. Bây giờ chị nói nên cho Cát Tường nói thêm vô chứ. Có mấy phút là em chị không thể nào nói được. Dạ, cho chị yên tâm. Thông qua cái chương trình này
hồi đó mình coi ở nhà mình không thấy cực khổ của cái chương trình. Mình khi em mình có đăng ký rồi á thì thấy là cái cô gì đó cô gọi điện thoại nè, cô đi tới đi lui này kia, mình nói rất là cảm ơn chương trình rồi á. Còn về cái phần mà nếu như ở rể hay không ở rể thì mình cũng nói là Lâm cũng có điều kiện tốt thì mình cũng nói, Lâm không dám nói thành ra phe hay sao. Nhà là có hai anh em thì không có trồng ớt nhưng mình lên nhà ở dưới là dừng dừa nha, dừng dừa dạ. Rồi nếu mà em gái về á thì nếu làm việc ở dưới này á, để mẹ chị phân tích, nếu mà làm việc ở dưới này á thì đi làm việc, hai đứa làm việc thì cũng có dừng dừa mình mướn người ta làm. Còn nếu á về trên trở tạo điều kiện, nói chung là vợ đang thuận tiện tốt, cuộc sống tốt thì mình về trở. Còn nếu sống ở đây thì mình cũng có cái việc làm là cũng tốt, thì cái đó là nhờ bà Mai với ông Mai đi. Dạ. Thì chị cũng nói với em á, lên trên này rồi em cũng nên cho Lâm một cơ hội đi, chứ tại vì lên có mấy phút làm sao mình có thể thể hiện được cái cá tính chị tốt của mình lo được. Cho em quá, lo cho em quá trời. Lo quá, nói với chị vài câu quá. Chị yên tâm với em, chào chị đi. Dạ anh chào chị. Em nói chung tại vì em đây là phần ở đó, vì em ở đây nhiều nên đến với người quê thì em cũng hơi ít vậy, nên em cũng không làm gì ở dưới nhiều. Nên nếu mà có, nếu mà chúng em có duyên thì có thể cũng, nếu mà được thì em cũng phải đi theo chồng về quê làm dâu. Dạ. Nếu có dịp, nếu mà hai đứa bấm nút thì dạ. Đại cái cây ăn vườn chị với nó có vườn sầu riêng cũng có, mà vườn dừa cũng có. Trời ơi. Còn về phía Lâm, Lâm ơi, nếu cái quyết định là do nữa em nha. Nếu ngồi ngay vị trí của em là chị bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi hai bên phân tích hay quá. Có bà chị thiệt á. Thiệt xuất sắc. Nói sợ em có vợ. Phải quên hỏi chị. Chị dễ thương mà ha. Chị. Rồi, giờ, được rồi. Hai người đám cưới chị cho cái gì? Bí mật. Mình bí nói mật. Mà mình không cho thì không được. Tới đó có. Phải cho có một tấn xe đi. Thôi, nói đâu cho nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Vài chỉ ha. Rồi. Rồi mở ra hành bao. Ráng cho Long. Dạ đang cố gắng. Anh thấy được cái Long tập trung. Chà lâu quá nó không lên kìa. Cái màn này kéo hoài không ra. Dạ. Rồi đó. Cố lên, vườn dừa vườn. Thời gian này là của em nó lâu. Vườn tùm lum. Trời cái gì vậy ông? Tèn 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 tèn. Rồi tặng em. Ông bớt xàm giùm tôi với nhau. Dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nha chị. Rồi chào em. Chào. Lại khóc quá. Anh nói xàm gì anh nói trước đi. Anh cũng gì cũng xàm vậy thôi chứ nhiều khi trong đám đông anh cũng rung. Sao anh thấy anh đâu có rung đâu. Rung vậy đó. Nói là nhớ anh nhiều hơn em nhiều quá. Vậy hả. Rồi em làm ở quận 8 hả? Hay ở quận đường quên anh nói lộn. Ở Xuyên Hành. Dạ. Xuyên Hành. Em điều dưỡng. Có bệnh gì không? Hả? Có bệnh gì không? Ai điều dưỡng cho? Bệnh thì ai mà không có, suốt đời này ai mà không có bệnh chị. Nhưng mà đôi lúc cũng cần người điều dưỡng đó chị. Đó thì thuê luôn đi, thuê suốt đời đi. Dạ. Anh có hay nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Em không thích nhậu nhẹt hút thuốc. Anh không nhậu, cũng không hút thuốc. Dạ. Được cái vậy. Ngoan. Ngoan. Em cũng ngoan. Em ngoan. Dạ em ở ngay chỗ nào? Ngay ở quận 8, ngay đường quốc lộ 50 luôn á. Ủa dạ, quốc lộ 50? Dạ. À, ngay chỗ chung cư á ha. Đúng rồi. Em chưa về Tiền Giang lần nào? Em đi về Gò Công đó. À. Em về công mình nội anh thôi à. Em về tới em. Có Gò Công là Tiền Giang đó trời ơi à. Thiệt chứ khổ ghê. Con... Em tưởng hai tuổi. Nếu mà có điều kiện á, anh sẽ kể lên toàn cái tuổi thơ mà bất hạnh của anh cho em nghe. Chứ giờ trên đây thì nó đâu có thời gian đâu mà để kể hết. Không có thời gian, sao không biết có thời gian. Ngồi cho tôi nói tới sáng luôn đó. Dạ. Tuổi thơ từ thả diều tới hái trăm rồi thì nó nhiều lắm anh, nó viết lên nhiều trang giấy lắm. Nếu mà có thì cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào hai bạn? Chị Cát Tường hỏi cảm nhận đầu tiên, anh nói trước đi. À, anh nói trước. Em rất là xinh, dạ. Rất dễ thương, hiền.
Nói chung là em thì thấy anh thì cũng được, nhưng mà tính em thì hơi nghiêm túc, em cũng ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác, nên khi mà gặp người khác thì em hơi hạn chế nói chuyện. Người ta nhìn vô thì nói em khó tính, ít nói, nhưng mà không có nhiều khi quen không để sẽ nói nhiều, cho nên em thấy anh hình như nói nhiều hơn mẹ. Anh nói nhiều. Đó, nhiều khi đó là một cái ưu điểm của anh á. Thì anh làm trong siêu thị cấp mắt thì em biết rồi, xưa dài em có đi siêu thị lần nào siêu thị cấp mắt thì chắc chắn là ai dân thành phố này chắc một lần tệ nhất là một lần phải đi siêu thị. Thì vô đó thì em biết rồi, môi trường kinh doanh. Ủa, quảng cáo siêu thị hả? Hẹn hò đi, chuyện hẹn hò chuyện sao? Hẹn hò rồi đi. Dạ. Đó, bây giờ nè anh thấy em thế nào không? Rồi anh sẽ hứa gì đó, anh sẽ lên đó em đi chơi ở đâu đưa ra vẽ một cái bức tranh lãng mạn chút xíu coi em thích cái gì, anh có thể làm gì để có thể anh chinh phục được em, đúng không? Đừng giới thiệu siêu thị hoài nữa. Thì nói chung mình cũng cảm nhận từ cái tiếp lần tiếp xúc đầu tiên, anh không biết nói sao dùng từ cho nó hợp lý. Thì con đường từ nhà em về nhà anh cũng gần. Anh hồi nãy anh lỡ nói bên kia hai lần rồi, thôi anh cố gắng nhiều lần hơn trong một tuần anh sẽ đến thăm em. Gì nữa không biết, thôi về em nói đi chứ anh cũng run quá. Run đứng lên tiến tới nắm tay bạn gái, tặng bạn gái bài hát tỏ tình đi. Hát bài gì cho bạn gái đi. Dạ hát hả? Ừ, hát nhạc bò công gì đó. Hát dở lắm nha, hát dở rồi hát tệ vậy mới ấn tượng, hát hay là chuyện bình thường. Em hát nha. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô tôi ngồi hát cô nghe ớt trời ơi. Ơi không đủ. Tiếp đi, đang hay mà trời ơi. Không tốt là chị. Đang hay à? Em không được lời. Mà mất hứng ghê. Thôi bây giờ vô tới chuyện kết hôn, sau này con cái làm sao, kinh tế trong nhà ai quản lý, rồi quyết định. Kinh tế trong nhà ai quản lý kìa. Dạ. Kinh tế hả? Thì đó, một người phụ nữ là người biết vun vén, biết giữ tiền, đó là mới xây dựng một cái gia đình hạnh phúc được. Dạ. Chị. Đó là gì, quy luật từ xưa về ông cha ta đến tới nay rồi. Ông cha ta luôn hả? Dạ. Chứ nếu mà phụ nữ mà không biết vun vén, không biết giữ tiền thì cho có gia đình có làm có nhiều tiền đi nữa thì cũng hết, không có hạnh phúc. Con cái thì sao? Mấy đứa, con trai hay con gái? Em cũng thích trai hay gái? Em thích con trai. Trai hả? Ừ. Anh là luôn luôn trẻ con là anh thích rồi. Anh xin mấy đứa. Anh xin mấy đứa hả? Thì dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Em tưởng như quê xin nhiều chứ. Thì bên đó chắc em có đảng viên không? Em chưa. Dạ. Đảng viên thì sinh con ba thì nó... Chắc, lo đảng viên sinh con ba không được. Hỏi sao biết em là gì? Vì mà cũng nói xàm lắm á. Bây giờ nói một câu luôn. Nào cho nó đàng hoàng, thuyết phục bạn gái người ta mới quyết định bấm nút hay không. Nhìn thẳng vào mắt nhau, không nhìn đi đâu hết. Nói một câu gì đó, cảm xúc của em, suy nghĩ của em hiện tại. Nói những gì, muốn gì? Mình đang suy nghĩ điều gì mình cứ nói. Nói thật như là người miền Tây vậy em ha, không cần phải hoa mỹ gì hết. Cô gái ấy cũng đang chờ chờ xem cảm nhận về em đó. Cô ấy chưa có mối tình nào. Nếu em cảm thấy tin tưởng thì cho anh một cơ hội. Em cũng không biết. Lòng thấy trong người mình thế nào, tim mình có đập mạnh không? Dạ, có cảm. Chung là như nghẹn, ở dưới nó nghẹn. Nó nghẹn rồi đúng không? Dạ. Tim mà nghẹn. Thế này là Ngân. Dạ. Anh không hiểu sao anh có cảm giác rất tốt về chàng trai này. Dạ. Mà nếu như một lần em về quê đi, em sẽ cảm nhận rất là nhẹ nhàng, rất là bình yên. Thật sự nó đôi khi nó quyến rũ nữa. Mình nghe nói quê thì mình thấy xa thôi chứ bây giờ phương tiện đi lại nó cũng dễ lắm rồi. Hãy về quê Gò Công của nội em, hãy ghé qua nhà bạn Long. Em sẽ thấy ở đó tràn ngập những tình yêu thương và sự gần gũi, chân thật mà hào sảng của người miền Tây. Anh nghĩ rằng đây là một chàng trai cũng đáng tin cậy. Anh ấy nói vậy thôi chứ trong mắt anh ấy rất là thật tình. Còn cái chuyện quyết định là do em thôi. Hả?
một cô gái chưa bao giờ đụng chạm đến chuyện tình yêu, có một tuổi thơ không hề đẹp chút xíu nào hết. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc, những cái cuộc thả diều ngoài bờ biển ha, ở trong vườn dừa gì đó. À, anh không có thể nói thêm hơn được nữa, nhưng mà anh thấy rằng đó là hai em cũng hợp lý với nhau lắm á. Chắc chắn rằng là nếu mà có cơ hội nhiều, anh nghĩ rằng đây là một mối tình đẹp. Anh chỉ có như đó thôi, còn quyết định là do hai em. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bên quyết định là do bản thân của mình. Nói vậy thôi, mỗi người chúng ta sẽ có quyền quyết định cho con tim của mình. Các bạn đừng bấm vì tất cả điều gì cả, mà hãy bấm bằng cái đầu và bấm bằng con tim của mình nha các bạn. Các bạn bấm có nghĩa là các bạn trao duyên cho người đối diện. Các bạn bấm là các bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúng ta bấm là chúng ta đang thể hiện cái tình cảm của mình trước mặt bà con thân thuộc, trước mặt hàng triệu khán giả. Chúng ta không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Thích thì bấm, không thích thì để cho người khác bấm. Đừng bấm vì điều gì cả nha các bạn nha. Các bạn bấm mà các bạn không rung động trái tim, tức là các bạn hại người đối diện đấy. Thành ra là hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại đi. Chúng ta có 30 giây cảm nhận tất cả những gì đã trôi qua, những lời nói, những cử chỉ, những hành động. Rồi sau đó mình quyết định cũng không muộn nha. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau trước đi hai em. Tay nhau nào. Long, hãy cố gắng lên nha. Một cô gái rất dễ thương đó. Cô ấy vẫn còn một suy nghĩ điều gì đó, vẫn còn gọi là 50-50. Anh biết chắc chắn điều đó. Nhưng bởi vì chúng tôi luôn luôn mong muốn mọi người có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, và chính em là người tạo cơ hội cho em đấy Long nha. Dạ. Hãy chăm sóc, quan tâm đến cô gái mà em đang nắm tay. Rồi, hôm nay là một ngày rất là đẹp trước mắt mọi người. Ngày hôm nay là ngày các bạn đồng ý hẹn hò với nhau, có nghĩa là đã có tình cảm với nhau. Chúng ta đừng làm trái những gì mà nãy giờ mình nói với nhau nha. Nói chơi vậy thôi chứ nó rất là linh thiêng. Ở hai cái ghế này người ta đã lấy nhau nhiều lắm rồi đó. Dạ. Hy vọng rằng mai mốt rủ anh về Gò Công ăn đám giật, đám cưới. Đám cưới, đám giật, đám dỗ anh về mấy lần luôn á. Dạ. Gò Công anh về hoài luôn á. Nhớ nha, có đám dỗ gì cũng rủ anh nha. Dạ, dạ. Rồi, hãy xin phép hai bên hôn nhau đi bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã hẹn hò trên sân khấu. Của bạn muốn hẹn hò? Dạ, cô ơi, cho con xin hôn em Ngân nha cô. Cô chấp nhận. Chấp nhận thấy chưa? Đó. Chung hai má, chung hai tóc. Cô ấy chưa hôn lần nào nha em, trai. Tiếp đi Long. Hôn ngay má. Một nụ hôn thật nhẹ đúng nhàng. Đúng rồi, đây là cái hôn đầu tiên. Cảm nhận. Chúng tôi muốn các bạn hôn thật để chứng minh rằng các bạn bấm nút vì trái tim của mình. Nào, bắt đầu. Làm lại nhiều lần nữa nha anh.